Thank you.
Lạy Thiên Chúa là Cha nhân lành, là Cha toàn năng. Xin Chúa xuống ơn lành trên những người cha trên thế giới, cũng như là những người cha trong họ đạo của chúng con. Xin Chúa ban ơn khôn ngoan để những người cha luôn luôn là gương mẫu tốt lành trong con cái, con cháu. Và xin Chúa ban ơn sức khỏe để các ngài luôn luôn sống xứng đáng là con cái của Thiên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Ý thức Thiên Chúa luôn hiện diện trong phép thánh lễ, làm quán nuôi dưỡng tâm linh trong cuộc sống hàng ngày của chúng con. Qua cái tiết thánh thể, chúng con biết yêu mến Chúa và biết cảm thông đến những người nghèo khổ nhiều hơn. Sau hết, chúng con không quên cầu nguyện và cầu chúc Cha luôn được mạnh khỏe, khôn ngoan và đạo đức, để chúng con có cơ hội được gặp lại Cha nơi xứ đạo chúng con. Với những mẩu chuyện nhiều ý nghĩa để giúp chúng con đến gần Chúa hơn, để tỏ lòng tri ân đến Cha, xin Cha vui lòng bỏ nhận từ cộng đoàn chúng con. Tuy nhỏ bé nhưng chắc chắn sẽ có ghé ngã tấm lòng thương mến của chúng con đến với Cha trong hai ngày qua. Một lần nữa, chúng con cảm ơn Cha và cầu chúc Cha được mọi sự bình an và một buổi chiều an lành. Có thể trở thành linh mục.
mục tu sĩ và đây nội. Cho nên là ông bà và anh chị em nhớ cầu nguyện luôn luôn cho ơn gọi, bởi vì lúc nào Chúa cũng thầy nhưng mà thầy cũng ít. Đặc biệt nếu mà trong sứ đạo của chúng ta có người dân thì Chúa cũng có thể thiết qua nhiều phương pháp. Cho nên là luôn luôn nhớ cầu nguyện những người trẻ đáng sẵn sàng, đáng đáp trả lời của Chúa để có thể trở thành chứng nhân cho ngài qua chức tình mục hoặc là tu sĩ nặng. Đây là cha Hùng Cường, cha rất là rất giỏi về âm nhạc. Thì cha ghé qua muốn gặp mấy anh chị, phải hỏi anh chị vài câu. Hôm nay cha sẽ giúp cộng đoàn mình trong thánh lễ vì cha quản nhiệm của mình bị bệnh. Thì xin cha có hỏi mấy anh chị có gì cần hỏi không? Không, chỉ hỏi cái câu sướng kinh binh danh. Câu sướng kinh binh danh, huynh đau ở nhà. Kinh danh con, kinh danh, kinh danh. Chữ là thêm một chữ hả? Dạ, có sáng cho cha đây. Quỳnh danh Thiên Chúa trên cao thượng trời. Ở đây rồi. Cha đây là phụ thầy. Vậy hả? Dạ, tụi con sẽ hát theo. Ok, ok. Hôm nay cha tụi hôm nay có hát tiếp liền. Dạ, tụi em sẽ đọc. Đúng rồi. Sẽ đọc, dạ. Bài thôi, bài biết rồi. Cha qua nhà thăm Hawaii lâu không cha? Mai về mất rồi. Sớm đấy, cha đi. Đi có chút thôi, thăm đứa cháu. Nói sang làm phép nhà. Nhà. Sang được mấy ngày. Đi một mình. Đi với bà chị. Tiện thể dẫn bà chị đi chơi. Cha hứa lần sau sẽ qua lâu hơn. Lần tới cha sẽ đến lâu. Dạ, lúc này chưa có các chương trình nhiều lắm mà cha, có nhiều lắm rồi. Hát hay lắm đó cha. Nhớ nó hát hay hay nha cha nghe. Thân kiểu thầy. Cha như đẹp trai hơn ca sĩ Hùng Cường. Cha là một trong những người mà được biết đến là bị nhiễm cái Covid đó. Đây và những cái đầu tiên. Dạ vâng. Đó rồi cha kể lại ở trên cái YouTube đó cha Hải Đăng phỏng vấn đó. Dạ tụi con cũng có biết và tụi con cũng tại tụi con có hát nhạc những bài hát của cha đó rồi tụi con cũng ít nhiều thêm lần cầu nguyện cho cha. Dạ. Rất là nhiều người cầu nguyện. Tiện điểm này cảm ơn tất cả các anh chị nhé. Dạ. Cầu nguyện thực sự ra nếu mà không có lời cầu nguyện thì chắc có lẽ là tí nữa tụi con sẽ hát bài này để trước ấy hả, trước lễ dạ. Phải không? Dạ, để cho ban cái bài cha đó. Ok. Thì cha giới thiệu cho tụi con một tí xíu. Okay. Tụi con sẽ hát bài này. Okay. Nó lại
bây giờ cho tỉnh rồi. Trước ý nói là cha không ăn ẩn. Ờ, chụp hình ra, chụp cái cha tấm hình đi. Chụp cái cha tấm hình. Cha đứng ở giữa. Cha đứng ở giữa. Dạ, phân bỏ người ra. Đi vào mừng nhau cha, mừng các cha một chút xíu đi. À, có nước ngồi chào uống nước. Làm xong đấy cho khỏe, làm đấy phải xịt. Dạ, hôm nay tụi em thời ra với tụi em. Có xoài nhiều lắm, thời ra với tụi em. Dạ, hôm nay tụi em là... Đúng rồi, mới có 3 giờ. Cháu uống một bé không? Cái nhỏ thôi đi cha. Đúng rồi. Dạ. Thôi chắc không ăn. Không, cái này bí. Ồ, hiểu không? Hả? Bí cái gì chị nghe không? Dạ. Chẳng rồi. Chẳng, con không chán ăn thì con ăn. Vô trong hội, trong website của hội nhà sĩ công giáo, con cứ tưởng là cha tiêu rồi. Chúc con tầm của mình cho cha. Dạ, và xin Chúa luôn nhìn dưới cha. Kéo con cha đến với chúng con. Dừa, dừa. Yên yên tua, yên yên ban, nam 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 n